Được tắt trên 20 năm, được đồn là ngon nhất con đường Butter và được cả chị Ngọc Trinh review, thì có thật sự ngon không? Anh ta vừa tắt 250 Butter, 9 giờ sáng đến 22 giờ, đến 10 giờ rưỡi tối nha cả nhà. Nghe cái tên món này thì biết thành phần chỉ đơn giản là dừa với lại tắc rồi. Ở đây còn bán thêm một loại là dừa thơm nữa. Và cả thấy cái ly này cũng rất là ngon. Cái điểm nhấn trong những cái ly mà cô chú bán ở đây chắc là cái phần topping cho thêm á. Có thơm rim nè, còn ly dừa tắc là sẽ có cái dừa nữa. Một ly ở đây sẽ có giá là 20.000, là cái ly siêu to này luôn. Cái xe dừa tắc này bắt đầu xuất hiện là vào năm 2001, đúng cái năm mà tôi sinh ra luôn. Dừa thì sẽ lấy máu quen ở Bến Tre, còn tắc với lại thơm thì do gia đình tự làm. Tắc thì sẽ được ngào với lại đường phèn, không có cho thêm xí muội, nên là tạo được cái hương vị đặc trưng riêng á.